nói là con phải học xong phổ thông rồi lấy được bằng 12 rồi thầy mới làm lễ xuất gia cho con để con học nâng cao lên mà con thì sợ trong 3 năm đi học con biết con tu còn yếu sợ tâm nguyện của con còn không còn được tha thiết hoặc mất đi xin cho con hỏi làm là con phải làm sao để không bị mất đi tâm nguyện đó và giờ con cũng không biết nên bắt nguồn từ đâu à... nó làm sư à nhớ đến một cái uh, cái tích truyện như thế này. Uh, đó là bà xa khi mà bà phát nguyện uh, muốn cúng dường uh, đến hội chúng Tỳ kheo của Đức Phật chứng minh. Nhưng mà trước đó là có đã có thí chủ rồi. Đó là thí chủ của ngài Mục Kiền Liên thì ngày một một kiền liên đó mới đến mới đến để mà thương lượng với vị thí chủ này để mà nhường cái ngày hôm đó lại cho bà sếp thì để cái người thí chủ đó mới lại là xin xin ngài đó thì cái việc nhường thì cũng không vấn đề gì nhưng mà xin con xin ngài là bảo đảm cho con ba vấn đề vấn đề thứ nhất đó, là cho đến ngày hôm đó đó là con không có chết có nghĩa là tuổi thọ của con là con vẫn còn sống cho đến ngày hôm đó cái thứ hai đó là tài sản của con đến ngày hôm đó là con vẫn còn đó là con không có bị tán gia bại sản và thứ ba đó là cái lòng tin của con đối với tam bảo cho đến ngày hôm đó là vẫn không thay đổi thì ngày mục kiền liên đó, bằng thần thông của ngài thì ngài nói rằng nhà đảm bảo cho cái vị cư sĩ này hai vấn đề đầu có nghĩa là à, bằng thần thần tâm của ngài ngài biết là cái vị cư sĩ này đó tuổi thọ của ông đó, tới đó họ vẫn còn cái thứ hai đó là tới đó tài sản của cái người cư sĩ này vẫn còn nhưng mà cái thứ ba có nghĩa là cái lòng tin này, tam bảo thì cái vị à, thì ngài một kiện liên người nói cái này ông phải tự lo à. cho nên Uh, quay trở lại cái vấn đề này thì cái lòng tin cái lòng cái lòng tin là cái tâm nguyện xuất gia đó tự quý vị phải lo tự quý vị phải lo lấy nha chứ không phải là uh, ai lo giùm chúng ta được mà quý vị biết là tại sao mà phải uh, học uh, lấy cái bằng 12 tại vì bây giờ đó uh, để mà làm cái uh, giấy tờ giấy tờ tăng tịch đó để mà lên mà thọ cụ túc giới thì một vị sư trẻ già rồi thì không tính ví dụ như 60 thì không tính nhưng mà còn trẻ đó thì phải um, tối thiểu là có bằng 12 Thành ra nếu như mà bây giờ mà quý vị xuất gia trước đó, mà chưa có được cái bằng 12 đó Thì tới hồi mà quý vị lấy cái uh, tăng tịch đó, thì cũng phải có cái bằng 12 thôi mà không lẽ bây giờ quý vị đắp y ha chúng ta đắp y cái việc đắp y này mà đi học á đi học phổ thông á nó rất là nhiều cái chướng ngại thứ nhất sư hỏi rồi quý vị đi tập thứ uh, nhất là đi tới trường á có đắp y được hay không nó là một vấn đề cái thứ hai rồi nếu mà được đắp y đó thì đi tập quân sự đó rồi tập như thế nào rồi đi tập thể dục á tập như thế nào một vị tu sĩ đắp y mà bò lê lăn lết mấy cái trò đó ngó coi ra cái gì đấy rồi thí dụ như mà quý vị đi học á đi học á thì không nói không nói tới cái chuyện giới luật gì ở đây hết Tôi chưa nói tới cái giới luật đi học á thì cũng học bài rồi lỡ rồi cô giáo kêu lên trả bài rồi làm sao mà kêu lên trả bài thuộc còn đỡ rồi không thuộc rồi làm sao rồi lỡ ăn trứng ngỗng rồi làm sao thành ra đó nó bất lợi đủ điều hết cho nên là cái chuyện mà khuyên là lấy cái bằng 12 là cái chuyện nên làm ha chứ không mình không có vội còn cái đức tin của quý vị đó là tự chúng ta phải lo tự chúng ta phải lo lấy Hả? còn muốn mà để nó duy trì đó thì nên tự xem mình là một người xuất gia trong 3 năm đó nên tự xem mình là một người xuất gia có nghĩa là tự chúng ta đó giữ giới tự chúng ta thu thúc lại sáu căn tự chúng ta bớt đi cái sự chơi bời đàn điếm có nghĩa là thí dụ như đi học thì bạn bè nó rủ đi chơi thì tự mình biết là mình hạn chế lại tự mình phải hạn chế lấy chính mình rồi gần gũi những cái bậc mà thiện chi thức Ví dụ như là những cái vị à, à, cư sĩ đó mà họ nhiệt tâm với đạo họ có thể họ dắt mình đi. Ví dụ như dắt đi chùa, dắt đi các khóa tu, à, rồi hướng dẫn chúng ta trên cái con đường mà học đạo. Thì như vậy đó, cái sự tiếp xúc gần gũi với giáo pháp nó vẫn được, nó vẫn liên tục, nó không có bị gián đoạn. Thì như vậy chúng ta có thể nuôi, nuôi cái tâm nguyện xuất gia. À, còn một vấn đề mà quý vị không có hỏi nhưng mà sư phải nhắc nhở đó là cái chuyện mà xuất gia đó là phải có sự đồng ý của cha mẹ nha còn không cha mẹ không đồng ý đó là chưa có được xuất gia đâu thành ra là phải chuẩn bị tâm lý cho cha mẹ đi là vừa nha. và sư nhắc để nhớ một điều như thế này đừng có sợ mất lòng đừng có sợ người khác buồn bởi vì nếu như chúng ta cứ sợ mất lòng người này mất lòng người kia đó hoặc là sợ người này buồn người kia buồn đó thì chúng ta không bao giờ đi được tới nơi.